Rồi, xin chào các bạn nha, mình cũng tò mò nha, mình lấy một cái ly bể, đó, ly chai, đó, mình lấy mò hòn vô đó này, hòn của mình đây, mình sẽ khò vô thử nghe các bạn, coi thử nó như thế nào nha, đó, nó chảy hay là sâu nha, hay là nó nứt hay sâu nha. Rồi, mình sẽ đấu thử nha các bạn. Rồi mình sẽ đốt thử nha các bạn ơi. Nó vàng rồi. Nó vàng rồi các bạn ơi. Đó. Các bạn hôm nay làm cái trước mình làm nha. Rất là đẹp nha. Ô cái này nó rất là đẹp. Rồi. Rồi. Đây các bạn ơi. Có một cái nha mà nó cái đây nó không nổ nha mà nó rất đẹp nha. Đây. Này cái này nó đẹp, đẹp lắm nha. Rồi. Các bạn ơi, cái đây nó không nổ mà nó chảy ra rất là đẹp nha. Đó, thấy không? Rất đẹp nha. Thấy không? Rất đẹp, thấy không? Em mà coi hư nó tròn như bi luôn không? Rất đẹp. Mình sẽ tan lửa lên xíu nha. Không tan lửa mạnh xíu. Đó, cái này nó chảy luôn, nó không đổ mà nó chảy luôn. Bây giờ mình cũng không có loàn bữa nay đó, thì mình coi vô đó nha, mà mình không có loàn các bạn, mình thử như thế nào. Nhìn cũng rất đẹp nha các bạn, nó dính luôn vô có một kèm luôn này, thấy không? Dính vô kèm luôn, thấy không? Hả? À, cái máy chơi mình thử mà nó thấy nó đẹp. nó mềm luôn nè. Máy chơi nè mà thử nó đẹp lắm nha. Thầy ở đây nó thử nè, nó thử ly rồi đó, cái này nó mềm luôn nè. Thấy không, đẹp không? Đẹp, đó, trong veo luôn, thấy không? Trong veo luôn. Đẹp không? Đẹp không?
rất là đẹp nha. Ủa cái này đẹp quá hả. À, giờ mình test cái lửa đi nha. Test lửa đi các bạn ơi. À, test lửa đây đi. Mình sẽ cái này nó rớt xuống đi. Đó. Ủa đẹp quá hè. Ủa. À, các bạn thấy không, nó thành một cái cục luôn. À, mà nó mềm mì, nãy là nán nó mềm luôn, giờ nó cứng, nó rất là nhanh. À, nó cứng rất là nhanh. Do đó nó rất là mạnh anh các bạn. Do đó nó rất là mạnh. À, nó chạy luôn. Thấy không? À. Đó, đây nè. Để mình bỏ vô nước, nó nóng dữ lắm nha các bạn. Đó, nước cái này nè, ít nước này. Ồ, sâu luôn. Sâu luôn. Bỏ vô cái thau nước này thử coi sâu nha. Đây. Bỏ vô cái thau nước nha các bạn. Rồi rất ngon đi. Đó các bạn, có một số thì nó nổ, à, nó nổ, nó nán quá, nó nổ, nó vàng ra. Đó, nó vàng ra ngoài, thấy không đó. Đó. Còn cái này thì mình hơ trực tiếp vô luôn. Đó, thì nó rất là đẹp. Đó, thấy không? Hơ trực tiếp vô đẹp không? À, nó tròn nè luôn. Nếu mình có cái khuôn gì các bạn, các bạn ơi, mình có cái khuôn gì nghe, mình sẽ đổ vô là nó sẽ đẹp thôi. À, có cái khuôn sẵn mình đổ vô là nó thành à, một cái hình hình người hay những cái con vật đẹp ha, rất đẹp ha. Thế mình nghĩ phải có nhiệt độ côn nha các bạn thì nó mới chảy được cái meter này nha các bạn. Có ly nha các bạn. À, chứ nhiệt độ mình không biết mình đốt trong những cái nồi nấu bếp không biết nó có chảy không thì mình chưa thử nghiệm nha các bạn. À. Theo mình nghĩ là phải dùng gió như thế này nó mới chảy, chứ còn nhiệt độ đốt cho nó không chảy đâu các bạn ơi. À. Như độ câu nó mới chảy cái đây ra như thế này. Ừ. Rồi, đây. Rồi mình khám phá các tò mò của mình cũng như cho các bạn xem thử. À, nếu các bạn hơi nóng nóng thì nó sẽ bể ra như thế này. Đó, nó bể ra như thế này. Đó. À, nó nước nước ra ren ren ra, thấy chưa các bạn không? Thấy không? Hơi nóng thì nó sẽ bể ra. Đó, còn chúng ta hơi vô đó, hơi trực tiếp vô. Đó. Hơi nhưng mà nhiệt độ bằng hòn xét, hòn vòn vòn rồi đó các bạn, chảy vòn đó, đó. Thì nó sẽ thành như thế này, nó thành cục, nó chảy ra luôn, chảy ra như nó như là keo vậy các bạn, như keo á. À, chảy ra như keo luôn, thấy không? Rất là hay, rất đẹp nha các bạn, nhìn rất là đẹp nha. Rồi video tới nay mình xin tạm dừng. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nếu các bạn thấy hay hãy bấm like ủng hộ mình nha các bạn. Rồi, xin chào.